Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có những sản phẩm phải nói là quá là quen thuộc từ trước đến giờ quý vị hay thấy xuất hiện tại VTV Hyundai Home Shopping. Đó chính là bộ gồm có 4 hộp sản phẩm viên uống dầu cá chứa Omega 369 của thương hiệu Nature Gift, hai chiếc lá màu xanh. Và ngày hôm nay thì mua 4 nhưng mà quý vị lại được tặng thêm một hộp Omega 3 nữa, là gồm có 30 viên quý vị ha. Rồi tặng thêm một hộp A Plus Nutrition là có thể hỗ trợ để cho giúp cải thiện những cái triệu chứng liên quan đến quá trình mãn kinh và tiền mãn kinh. Rồi lại có được tặng thêm một hộp viên uống hỗ trợ tuần hoàn não Green Living nữa. Và như vậy là ngày hôm nay một cái bộ sản phẩm mà có rất là nhiều những cái thực phẩm giúp cho chúng ta có thể là bồi bổ cho cơ thể và hỗ trợ rất là nhiều những cái vấn đề mà mình có thể rất là thường gặp trong cuộc sống cho nhiều thành viên trong cùng một gia đình. Nhìn bộ sản phẩm chính thì chúng ta có thể thấy rất là quen rồi đúng không ạ? Nhưng mà quà tặng thì có thể sẽ khác biệt, tại vì đây là một chương trình đặc biệt tại VTV Hyundai. Các cô chú anh chị đều biết rằng là xây dựng được những cái chương trình đặc biệt này á là cả một quá trình cũng khá là khó khăn với những người thực hiện đấy ạ. Nếu như nhà cung cấp đưa tới tay chúng ta thì đương nhiên họ cũng vẫn có những cái giá bán riêng của họ, tại Nature Gift cũng như vậy. Nhưng mà khi đến với VTV Hyundai, trở thành đối tác đồng hành với VTV Hyundai thì rõ ràng là những bộ sản phẩm mà được thiết kế trong chương trình đặc biệt giá cũng mềm mại hơn, nhưng mà quà thì lại tăng lên gấp nhiều lần so với chương trình bình thường, hoặc sẽ có những món quà rất độc đáo. Chương trình thì có giới hạn, quà tặng cũng như vậy ạ. Bao giờ những cái món quà hấp dẫn này mà được đặt vào một bộ sản phẩm nào đó thì số lượng quà tặng rất là hạn chế. Vì những món quà này các cô chú anh chị biết là một hộp Omega 369 mà 100 viên mình bán một hộp thôi mình phải mua là bao nhiêu tiền, chắc là mình cũng hình dung được đúng không ạ? Mà hôm nay mình lại có cơ hội mua một lần 4 hộp luôn. Một lần 4 hộp tương đương 400 viên uống để mình có thể bồi bổ hàng ngày. Rồi mình lại nhận được thêm một cơn lốc quà tặng, phải dùng cái từ là cơn lốc, chỉ có trong khung giờ này mà thôi tại VTV Hyundai. Cho nên khi mình gặp Omega 369 mình thấy quen rồi, nhưng quà tặng có thể là lạ, đặt hàng liền giúp Linh Hương và Huỳnh Ngân. Tại vì rất có thể lần tới gặp Omega 369 không có quà tặng giống như hôm nay. Dạ đúng rồi, đặc biệt là với những cái đối tượng mà có nhu cầu cụ thể và đặc biệt, chẳng hạn như là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh đó quý vị. Đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy là cơ thể mình giống như bị bốc hỏa nè, cảm thấy là hở rất là khó để mà kiểm soát được cảm xúc của mình quý vị ha. Thì đây ở một cái giải pháp là gì? Chúng ta sẽ bổ sung những cái dưỡng chất mà cụ thể hơn ở đây là những nội tiết tố để làm sao cân bằng được cái quá trình chuyển hóa và thay đổi lớn lao trong cơ thể của người nữ trong giai đoạn là tiền mãn kinh và mãn kinh. Từ đó là mình sẽ thấy sao ạ? Tự nhiên cảm thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn. Những cái lúc mà đáng lý là mình cáu gắt, mình có thể là nói những cái lời gây tổn thương với những người thân yêu trong gia đình, có thể là tự nhiên mình tức quá mình quát mắng con của mình, hay là tệ hơn mình quát mắng chồng của mình, thì sao ạ? Làm cho ảnh hưởng hòa khí gia đình vô cùng. Và nếu như từ đó đến giờ quý vị cũng cảm thấy là mình cũng có một chút vấn đề liên quan đến cái quá trình tiền mãn kinh hay là mãn kinh đó, thì hôm nay nè mình sẽ được làm quen với sản phẩm A Plus Nutrition, một cái sản phẩm mà có lẽ là đây rất là phù hợp với những chị em phụ nữ nào có những cái biểu hiện giống như Huỳnh Ngân vừa chia sẻ. Và ở đây trong mỗi hộp sản phẩm như thế này sẽ có 60 viên uống các anh chị ha. Và cái 60 viên uống này thường thường mua thì phải là tiền trăm đúng không ạ? Nhưng hôm nay nó là quà tặng, hoàn toàn là quà tặng để cho các chị nào mà mình chưa có tiếp cận với sản phẩm này. Hôm nay mình mua bộ sản phẩm dầu cá quen thuộc cho mọi thành viên trong gia đình uống thì mình được tặng thêm một hộp này nữa để mình có thể là thử trải nghiệm, và phù hợp thì nó sẽ trở thành một người bạn đồng hành thân thiết với chúng ta trong quá trình thay đổi rất lớn này. Chính xác ạ, cho nên bây giờ mình sẽ cùng nhau nhìn lên màn hình để xem những thông tin về bộ sản phẩm chỉ có trong khung giờ này tại VTV Hyundai thôi, để chúng ta sẽ có được một lần là 4 hộp viên uống Omega 369. Mình nói một chút về Omega này. Thực ra khi mà chúng ta nhìn thấy cái bộ sản phẩm này thì cả Linh Hương, Huỳnh Ngân hay thậm chí là nhiều khách hàng thân thuộc của VTV Hyundai là rất quen rồi. Mình luôn luôn có thói quen bổ sung Omega bằng cách là gì ạ? Mình sẽ nghĩ là uống dầu cá đúng không? Đúng. Dầu cá thì phải từ con cá rồi, nhưng mà con cá lại phải là con cá mà béo. Béo ở đây không phải là con cá nhiều mỡ, mà là con cá bản thân nó to này, và trong đó dưỡng chất của nó nhiều. Ví dụ như là cá hồi này, cá ngừ này, những cái con cá mà đắt tiền ấy. Thì hàng ngày mình có ăn được mãi như thế không ạ? Ăn thì ngon đấy, nhưng mà tiền thì đắt đúng không nào? Rồi omega 6, omega 9 mình lấy từ đâu? Ví dụ omega 9 nó sẽ là ở các loại hạt. Hạt thì sẽ có nhiều lắm, hạt maca này, hạt óc chó này, hạt hạnh nhân này. Những loại hạt đó cũng đều là những loại hạt đắt đỏ.
Nếu như mà mình bổ sung hàng ngày, hàng giờ thì không thể nào mình bổ sung riêng lẻ một cái loại hạt nào đó được. Vậy nó sẽ phải tổng hợp vào đâu? Vào những cái viên uống như thế này để chúng ta có thể bổ sung được cả omega 3 từ con cá béo. Nói về omega 369 á, thì chúng ta biết rằng là có nhiều người ấy, Ngân, cứ nghe thấy cái chuyện là bổ sung cái gì mà béo là sợ. Ví dụ như bảo là thôi ăn cái này béo lắm là vô hình chung mình sẽ tự nghĩ luôn là cơ thể mình sẽ béo lên, hoặc là mình sẽ bị tích mỡ, hoặc là như thế thì cũng sẽ không tốt lắm khi mà bây giờ nhà người người đang nói tới cái vấn đề là hạn chế cái việc là mỡ máu cao, rồi làm sao đấy để cơ thể của chúng ta luôn luôn sạch, luôn luôn gọi là giảm mỡ rồi siết cơ rồi này kia, rất nhiều những cái mà cách thức để mình có thể giữ gìn vóc dáng và sức khỏe. Thế nhưng có một cái sự thật mà không phải chị em phụ nữ nào hay kể cả các anh các chú đều biết, đó chính là cái loại axit béo không no mà mình không thể tự tổng hợp được ấy, là nó có trong omega 3, omega 6, omega 9 đủ luôn. Mình bắt buộc phải bổ sung từ bên ngoài. Có nghĩa là nếu như chúng ta muốn có một cái loại axit béo vào cơ thể để có thể hoàn thành cái quá trình trao đổi chất, đưa dưỡng chất, nó như là một cái chất dẫn ấy ạ. Mình có ăn bao nhiêu chất xơ, mình có ăn bao nhiêu các loại vitamin, mình có ăn bao nhiêu các cái loại bổ dưỡng mà nó không có cái chất tiếp dẫn là axit béo mà từ omega 3 hay là 69 này này, thì cơ thể của chúng ta làm sao mà thu nạp được. Cho nên mình cứ nghe từ béo, mình tưởng là xấu, không ạ. Béo có những loại xấu và có những loại tốt. Cái loại nào mà mỡ mà như kiểu là cục mỡ đông, hay là cái mỡ xấu do quá trình mình ăn uống ở bên ngoài, những cái đồ ăn chưa chắc đã sạch, thì đấy là cái mỡ mình không nên tiếp tục để nó tồn tại trong cơ thể nữa. Nhưng những cái loại chất béo, axit béo không no mình không tự tổng hợp được thì bắt buộc mình phải tổng hợp để hoàn thành cái quá trình trao đổi chất, nuôi dưỡng chất cho cơ thể của chúng ta. Thì cái đấy trong đấy nó có gì ạ? Có DHA, có EPA, có rất nhiều những dưỡng chất khác mà được tổng hợp trong những viên uống này rồi. Tại sao bây giờ nhà nào trong tủ cũng sẽ có những cái lọ omega 3 hoặc omega 369? Là chúng ta ăn uống thiếu khoa học, chúng ta nạp vào cơ thể của chúng ta những cái lượng mỡ xấu, những cái chất thực phẩm mà nó không có đảm bảo sạch sẽ. Để rồi ngày hôm nay quý vị ơi, nhắc đến omega 369, nhắc đến omega 3, chúng ta nhắc đến DHA, đến EPA, thì trong đó nó có một cái gọi là siêu anh hùng làm sạch thành mạch. Dạ, nó sẽ làm sạch cái phần mạch máu của chúng ta. Nó sẽ đánh bay, nó đẩy những cái chất gọi là mảng bám, những cái chất béo, những cái triglycerid mà nó bám ở trong thành mạch của mình đó quý vị. Thì cái bảng omega này nè, bảng chính là một cái anh hùng có thể đẩy, có thể tống những cái mảng bám đó, làm sạch mảng bám đó dần dần, không tích lũy, không làm cho cái mạch máu của chúng ta bị hẹp lại, không làm cho chúng ta bị tăng huyết áp, hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình là sức khỏe tim mạch và cả là sức khỏe cho trí não nữa. Còn nếu mà nhắc đến thành phần mà gọi là tốt cho trí não thì phải là nói đến DHA, đúng không? Đúng, chính xác. Chúng ta cứ thấy rằng là khi mà các con còn bé ấy, uống sữa, là các mẹ sẽ đi tìm sữa, mà sữa phải có gì? Có DHA để phát triển trí não cho các con. Thì đâu phải chỉ có trẻ con mới cần đâu ạ. Người lớn chúng ta cần chứ. Khi mà mình cần bảo vệ ba cái bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể của mình, đó chính là bộ não này, đôi mắt này và trái tim này, thì người ta sẽ nghĩ ngay tới omega. Và trước đây á, thì mình sẽ thấy là trí thị tim là luôn luôn được nhắc tới song hành với omega. Thời xưa á, thời ông bà chị em mình ý nhở, thì là mình sẽ uống cái viên dầu cá mà nó tanh ngơi là tanh. Sao ngày xưa không hiểu sao mà mình có thể là do mình sợ hoặc là mình bé ấy, mình cứ nghe mẹ nói như Hương là đã từng thử rồi ạ, và uống một lần duy nhất, tôi không bao giờ Hương uống lại nữa, là bởi vì nó quá là tanh đi. Cái thời đấy dầu cá là dầu cá đơn thuần luôn đấy ạ. Mở cái hộp ra một cái là đã ngửi thấy ngay một cái mùi rất là tanh. Và tại thời điểm đó, nghiễm nhiên là mình sẽ sợ, vì cái năm xưa ấy nó rất là lâu rồi, nó là 20-30 năm rồi. Bây giờ khi mà mình tiếp cận với những cái viên omega 369 thì mình mới thấy bây giờ các con mình là hoàn toàn có thể là lướt qua những cái viên này uống thoải mái luôn, vì nó không có một cái mùi khó chịu gì. Mà thêm vào đấy, sản phẩm sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ nữa, mình lại yên tâm về chất lượng, yên tâm về nguồn gốc, yên tâm về cả số lượng, vì mua một lần được nhiều trong những chương trình đặc biệt cả nhà cùng uống. Đó, chồng uống, vợ uống, ông uống, bà uống, con uống, các cháu uống, thì bổ sung được rất là nhiều dưỡng chất, mà dưỡng chất một cách tổng hợp. Nếu trước đây mình chỉ mua được omega 3 thì vô hình chung mình cũng sẽ thiếu một chút omega 6, thiếu một chút omega 9, thì mình lại phải mua thực phẩm tươi mình bổ sung, hoặc là mình lại tìm riêng những cái nguồn đó để mà mình nạp vào cơ thể. Nhưng bây giờ với omega 369 của Nature Keep mình không cần phải như vậy nữa. Cứ mỗi ngày mình kiên trì giúp Linh Hương và Huỳnh Ngân, có nghĩa là một cái thói quen. Thực ra kể cả Hương hay Ngân trước đây cũng làm gì có cái thói quen đó,
Nhưng chỉ khi mình thấy các cái vấn đề sức khỏe nó hiển hiện trước mặt mình, đập vào mắt mình là những cái cân đau bệnh của người thân trong gia đình mình, của hàng xóm, của người quen, của đồng nghiệp, thì tự mình lúc đấy mình sẽ bảo là không được rồi, không ổn rồi, mình phải bảo vệ sức khỏe thôi. Và cũng giống như Ngân với Hương cũng đã từng chia sẻ với nhau đấy, là trước đây ấy thì chắc là mình sẽ lo là lo cho người thân của mình. Nhưng bây giờ em có công nhận là mình sẽ lo cho mình trước không? À, dạ đúng rồi, giống như là một cái hướng dẫn ở trên các chuyến bay á, trước khi lo đến cho an toàn của bất cứ ai, trước khi là đeo cái mặt nạ dưỡng khí cho trẻ nhỏ thì chúng ta phải đeo cho chính mình. Đó. Bởi vì nếu như chúng ta ngộp thở giữa chừng mình thì cứu được ai, đâu. Ai là người mà chúng ta có thể là hỗ trợ đây ạ? Chỉ có thể là tự mình cứu được cho bản thân mình. Mình phải thật sự khỏe mạnh thì mình mới có đầy đủ khả năng giúp đỡ, chăm lo cho những người khác. Và cụ thể những người khác ở đây nói đâu cho xa, cho đứa con nhỏ của mình, cho ông bà cha mẹ của mình, những người đã không còn nhiều thời gian với cuộc đời này nữa, đúng không ạ? Chúng ta mong muốn là mình phải khỏe, mình phải làm sao để mà chăm sóc được cho mọi người thân thương của mình. Nhưng mà quý vị cũng nên nhớ một điều, sản phẩm ngày hôm nay không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đây là một loại thực phẩm bổ sung. Và thay vì chúng ta phải lăn tăn là phải ăn bao nhiêu cá, phải ăn bao nhiêu các loại hạt có chất béo thì mới đủ cái lượng omega 3, 6, 9 theo như là những cái lời khuyến cáo từ các tổ chức y tế, thì ngày hôm nay chúng ta có một cái phương pháp dễ dàng vô cùng luôn ạ. Chỉ cần là mở nắp ra rồi uống một viên quý vị. Ví dụ như chị em phụ nữ chúng ta thì hay rất là đau đầu nghĩ đến là bây giờ ăn gì, bữa này ăn gì, bữa sau ăn gì. Nhiều khi vừa mới ăn bữa trưa, các cô, các chị có công nhận là mình đã phải nghĩ xem tối nay ăn gì nhở. Thế mà trưa ăn cá rồi mà tối ăn cá nữa là con chê, chồng chê không ăn. Đó, thế bây giờ chỉ ăn thịt mà không ăn cá thì cũng không đủ dưỡng chất. Chỉ ăn cá ăn thịt mà không ăn rau thì cũng không được. Chỉ ăn rau ăn cá ăn thịt mà không bổ sung các cái loại dưỡng chất từ những cái loại dầu hạt ấy thì cũng không được luôn. Vậy thì làm nào ạ? Đau đầu lắm, một bữa ăn mà phải bổ sung từng đấy thứ. Mình đi chợ cứ tí một, tí một, tí một, hoặc nếu mà mua nhiều thì lại phải cấp đông, hoặc là phải bảo quản làm sao đó. Đau đầu cực kỳ luôn. Thì Hương nghĩ là bây giờ có nhiều cách nhanh hơn nhiều rồi. Hương hay Ngân sẽ không cần phải đắn đo về cái chuyện đó nữa. Mình cứ yên tâm đi làm công việc của mình. Mỗi ngày mình cũng sẽ có được một trong những cái gợi ý để mình hỗ trợ bảo vệ gia đình. Ví dụ như một cái viên này, các cô, các chú, các anh, các chị, thậm chí là các con của chúng ta, mình cứ một ngụm nước, một viên. Một ngày có thể là 2 viên, 3 viên tùy vào cái thể trạng, đúng không? Và cái dưỡng chất mà mình cần phải bổ sung. Một lần uống hỗ trợ được các cái vấn đề tim, đó, mắt và não là ba bộ phận rất quan trọng trên cơ thể của chúng ta. Vậy thì tại sao mình lại phải chần chừ nhỉ? Một lần mua, nếu mình mua một hộp thì cả nhà uống thì đúng là vèo một cái là hết ạ. Nhưng một lần mua trong chương trình đặc biệt mình mua được 4 hộp, mỗi hộp 100 viên, tương đương 400 viên uống omega cả 3, cả 6, cả 9 tổng hợp luôn. Lại còn được tặng thêm một hộp nhỏ 30 viên nữa. Rồi hai cái hộp quà tặng kia chị cũng thích ơi là thích Kinh Ngân. Dạ đúng rồi, hai cái hộp này thật sự mà nói là một cái sản phẩm mà Ngân nghĩ là đặc thù á. Chẳng hạn như là cái hộp màu hồng quý vị ơi, màu hồng rất là nữ không tính. Không bán nha, chưa bán luôn. Dạ, nó là quà tặng. Và thay vì là mình cần phải là tìm hiểu như thế nào đó rồi mình không biết là có hợp hay không, cũng đắn đo khi mà chi tiền, thì bây giờ đây là quà tặng mà cô chú anh chị ở nhà mình ha, thấy là có những đối tượng nào là người nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh, trong độ tuổi mãn kinh ở gia đình của mình cần có sự cân bằng hơn về nội tiết, thì chúng ta có thể là lập tức mua bộ sản phẩm mà lúc nào cũng cần, đó là dầu cá omega 369, mua đi ạ. Để sản phẩm này là quà tặng A Plus Nutrition dành cho nữ giới. Còn gì nữa ạ? Thêm một hộp 60 viên mà quý vị nhìn thấy cái hình ảnh này ạ. Đây ạ, rõ ràng là hỗ trợ cho tuần hoàn não của chúng ta. Mà phải nói là mọi hoạt động thì đều là do cái anh chỉ huy. Anh chỉ huy là cái anh não bộ, đúng không ạ? Bây giờ làm cho ảnh khỏe, làm cho ảnh minh mẫn thì sao ạ? Thì đang là hỗ trợ cho toàn cơ thể của chúng ta. Mọi hoạt động thì cần có cái chỗ này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì sản phẩm chính cũng đâu phải là sản phẩm không liên quan. Đây là sản phẩm cũng rất là cần cho tim, cho mắt, cho não. Và để có ngay cơ hội mua được bộ sản phẩm này với mức giá ưu đãi 1.190.000 đồng thì quý vị ơi, chỉ có trong chương trình ngày hôm nay 400 viên uống omega 369 và thêm 30 viên quà tặng nữa đến từ thương hiệu Nature Gift mới có mức giá này.